Tôi khoái con gái lắm, tôi để con gái càng nhiều càng tốt. Không để con gái đời, không để lên nhà. Cái sự nồng ấm trong gia đình em rất là quan trọng. Nên là em không bao giờ để mà lạnh nhạt trong cái gia đình của mình. Thật ra đôi khi mình không thấy cái Lan nó đúng đó rồi. Bây giờ một người phụ nữ người ta có hai người con với mình thì phải có cái gì dữ dội lắm thì mới chia tay. Ly thân là cũng phải là 4-5 năm. Còn cái lý do ly hôn chỉ đơn giản là thiếu sự chia sẻ thôi. Đừng cố gắng gồng mình quá. Hãy sống bằng cả trái tim của mình. Làm sao để giữ con thuyền đó đi trong phong ba bão tố, đi suốt cuộc đời này. Bấy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Xin mời nhà gái. Mời em ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi anh trai. Rồi nhà gái giới thiệu về mình đi em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Xin chào. Em chào tất cả mọi người đang ngồi dưới khán đài cùng tất cả các quý vị đang xem chương trình. Em tên là Trần Thị Bích Hồng, năm nay em sinh năm nay 32 tuổi. Hiện tại em đang làm công việc là chăm sóc khách hàng tại một công ty tài chính. Hiện em là mẹ độc, mẹ đơn thân. À. Em bé bao nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ con em năm nay 10 tuổi rồi chị. Bé ngồi dưới đúng không? Đúng rồi. À Hồng có con gái rồi đó hả? Dạ. Bây giờ Hồng đang sống và làm việc tại Lâm Đồng luôn hả? À, dạ không, em hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mời nhà trai. Dạ em chào ạ. MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan và bạn gái kế bên và tất cả mọi người ạ. Em tên Luân, em đến từ Bình Phước và năm nay em 34 tuổi. À, Luân hiện nay sống ở đâu? Dạ em đang làm việc và sống ở Bình Phước. Ở Bình Phước luôn hả? Sống với ai trển? Dạ với mẹ với hai nhóc của em. Cũng có hai đứa con luôn hả? Đúng cái rồi. Hoàn cảnh sao mà có hai thằng nhóc trước vậy Luân? Dạ thì em lấy vợ cách đây 4 năm thì vợ chồng chia tay nhau thì em... Mình ở với nhau được mấy năm? Dạ 6 năm. Có hai đứa con nhỏ dễ thương quá ngồi dưới mà chắc dạ. Cũng dữ dội lắm mới chia tay đúng không? Hết duyên nợ. Nhưng cảm giác trong cái duyên nợ đó mình có lỗi gì với người phụ nữ không? Nói chung là em thấy em cũng không có lỗi gì để mà. Không có lỗi gì hết hả? Đôi khi là em bị thiếu cái sự quan tâm dành cho người phụ nữ của mình. Vì công việc của em nó quá bận thì sao? Đó cũng là một trong những nguyên nhân gì? À, công việc của em thì... Dạ, chào chị Ngọc Lan. Cái sự nồng ấm trong gia đình em rất là quan trọng. Nên là em không bao giờ để mà lạnh nhạt trong cái gia đình của mình. Thật ra đôi khi mình không thấy cái Gia Lan nó đúng đó rồi. Bây giờ một người phụ nữ người ta có hai người con với mình thì phải có cái gì dữ dội lắm thì mới chia tay. Ở đây mình không phải bắt lỗi người đàn ông hay gì, nhưng mà nếu mà chúng ta nhận ra ok tôi thiếu một cái sự chăm sóc hay thiếu một sự tinh tế nào đó, mình nhận ra được cái lỗi riêng mình á để mình khắc phục cho cái mối tình sắp tới nè. Dạ đôi khi cái lỗi đó của mình cũng ngay cả bản thân mình cũng không biết. Ở đó thí dụ như thế. Bây giờ ưu điểm của em là gì nè? À, dạ ưu điểm của em là em sống rất là trách nhiệm với gia đình. Thấy hai người con ở đây là biết là em lo cho hai đứa con rồi đúng không? Dạ. Là con em nuôi đúng không? Dạ, nói chung là để vợ dư tiền. Rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm. Khuyết điểm thí dụ? Khuyết điểm là dễ, giống như là trong cuộc sống mà mình khi mình gặp một cái biến cố hay gì đó thì em là cái người rất là dễ suy sụp về cái... Mình đang có một cái gia đình hạnh phúc mà mình bị mất đi á, thì nó làm cho em cái thời gian nó bị... Nói chung là suy sụp cái thời gian đó. Thì trong cái thời gian mà em suy sụp như thế thì tinh thần ở đâu mà để cho em có thể nuôi hai bạn nhỏ này? Có nghĩa là em tự đứng lên thôi. Có nghĩa là công việc nó sẽ... Em bận về công việc nhiều thì nó cái công việc nó khỏa lấp cái khoảng thời gian đó. Ok. Còn bây giờ tôi sẽ hỏi nhà gái nè. Rồi. Gái cười tươi có duyên rồi, mắc cỡ rồi, e thẹn rồi. Mình chia tay với ông xã bao lâu rồi? Em có con với chồng em là năm 2012 thì sinh bé. Thì mãi đến năm 2013 thì em mới bắt đầu là kết hôn. Thì trong cái thời gian kết hôn thì hai đứa em cũng đi thăm nhiều. Nhưng mà cái thời điểm định điểm để em quyết định ra tòa thì là tháng 8 năm 2020. Ly thân là cũng phải là 4-5 năm. Còn cái lý do ly hôn chỉ đơn giản là thiếu sự chia sẻ thôi. Thôi, mỗi bên thì cũng có trai có gái đủ rồi. Tôi khoái con gái lắm, tôi để con gái càng nhiều càng tốt. Không để con gái đời, không để lên nhà. Cái tiêu chí để chọn một cái người đàn ông của em là như thế nào? Dạ em, thứ nhất là em không thích đàn ông nhiều chuyện. Đàn ông mà nhiều chuyện là mệt lắm á. Dạ.
Cái thứ hai là em không thích đàn ông vô duyên. Đôi khi có người ta vô duyên mà ta không biết ta vô duyên thì mình phải bổ sung duyên cho họ thôi. Đúng rồi, mình phải nhắc người ta, anh cái đó hơi vô duyên. Tại vì trước khi em đến chương trình này á, thì em cũng quen một vài anh thì họ rất là thẳng. Chưa biết em thế nào hỏi lý do sao em ly hôn chồng vậy. Rồi em quyết định quay về với chồng em không? Hỏi những câu đại loại là vô duyên như vậy, em không thích. Và cái thứ ba là em không thích đàn ông ở dơ. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em là em sống rất là thành thật. Gia đình về phía em thì em không nói ha. Phía người yêu của em á thì em xem bố mẹ em như thế nào thì em sẽ xem người bố mẹ của bên phía người ta như vậy. Tại vì em cứ quan niệm là nếu như không có bố mẹ của người đó thì chắc chắn sẽ không có người đàn ông đó để cho em ôm. Ưu điểm của em là em sòng phẳng. Em sòng phẳng trong tất cả các mối quan hệ. Em cảm thấy như vậy đó là ưu điểm của em. Và em không nhiều chuyện. Em cũng không thích thọc mặt vô chuyện đời tư của người. Đúng rồi, chuyện mình lo chưa xong. Nhược điểm của em thứ nhất là em không biết nói. Cái thứ hai là em hơi khó tính. Đối với những người xung quanh em thì như thế nào cũng được. Nhưng mà còn đối với những người thân cận nhất của em là chồng em và là con em là em không nhiều chuyện thì em cũng không thích người ta nhiều chuyện. Khi mà em ra ngoài đường em chỉnh chu thì em cũng thích chồng và con em cũng chỉnh chu như vậy. Cái đó gọi là khó tính. Mà cái khó tính của em thì chị em cũng nói, mà mẹ em cũng nói và con em cũng nói là em khó tính. Nó có hơi áp đặt không em? Em không thấy cái đó là áp đặt. Bởi vì khi mà mình ra ngoài đường, thậm chí ngay cả chị, khi chị ra ngoài đường chị cũng không thích người nhiều chuyện mà. Cái đó là em đang không có nhiều chuyện thì đúng rồi, nhưng mà cái chỉnh chu á, cái quan điểm của em, cái nhìn của em nó là như vậy. Nhưng có thể là cái người đàn ông bên cạnh em, người ta là thấy ủa anh có chỉnh chu rồi mà ta, nhưng mà em lại muốn chỉnh chu theo cách của em. Cái chỉnh chu của em là người đàn ông đó và em nữa cảm thấy là ai cũng thấy ý kiến của mình đúng thì em sẽ mời người thứ ba, em sẽ nhờ người thứ ba. Còn nếu như người thứ ba nói là anh đúng, ok sure thì em sẽ theo anh. Rồi mua chuộc người ta sao? Đó là cái việc của mình với gia đình mình á, thì mình cũng nên hạn chế để mà để một cái người thứ ba họ phải quyết định. Đang nói về cái vấn đề chỉnh chu thôi. Được không, ý kiến đó cũng hay. Cái đó chuyện nó vui là làm gì có chuyện mà cãi nhau đã xong kêu người thứ ba giải quyết. Dạ đúng rồi. Tức là ta nói hai bộ đồ đi ra đường, bây giờ kêu bà sớm qua hỏi bây giờ coi đồ ai đẹp hơn. Lực thấy cũng mệt. Là mệt rồi, tại vì bà cũng có ý kiến khác nữa không. Bây giờ thì thôi mình hỏi ý kiến người thân cho họ gặp mặt đi. Cưng quá à. Tôi khoái bà này nè nha. Chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Chào con. Thì con thấy chú kia cũng được. Bây giờ chú để hỏi con có muốn má để lấy chồng không? Cô Lan xuống với con. Nhà mẹ hay la không? Có. Lấy chồng để mẹ bớt la con hay sao? Dạ đúng rồi. Vậy là mẹ khó lắm nè, con mà nó còn... Ở nhà ai nấu cơm con ăn? Lâu lâu thì con nấu mà lâu lâu má con cũng nấu. Con nấu luôn hả? Dạ. Con bắt đầu nấu cơm từ bao nhiêu tuổi? Con bắt đầu nấu cơm từ năm 8 tuổi, từ khi mà con ở với bà ngoại con. Bây giờ nè, cô Lan hỏi thiệt nè. Bây giờ con nhìn chú bên này đi. Đó, nếu mà ngày hôm nay mà mẹ và chú bấm nút á, thì con có vui với cái quyết định đó của mẹ không? Dạ có. Con thấy chú như thế nào? Con thấy chú cũng được. Chú đẹp trai không? Dạ có. Rồi, anh trai đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ với hai nhóc. Có mẹ đây hả? Chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan. Và chào tất cả mọi khán giả trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thấy bé gái bên đây cũng xinh, dễ thương, dạy dỗ con rất tốt. Cô cũng mong là cho con trai của cô một cơ hội. Dạ. Hai đứa tìm hiểu nhau đi. Tại vì Luân nó rất là, nó là một người đàn ông rất là tốt. Nhưng mà số phận của nó gặp một người vợ không tốt. Cô chỉ nói vậy thôi. Cảm ơn chương trình. Dạ. Cho chú Linh hỏi con trai lớn cái này con. Con có muốn ba con lấy vợ không? Dạ có. Con thấy cô này sao? Được không? Dạ, dạ được. Con thấy em gái nè dễ thương không? Dạ cũng dễ thương. Dễ thương. Được rồi, chú hỏi vậy được rồi. Bây giờ thôi mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Rồi chuyện gì đến nó đến ha. Mở rào. Mở rào. Rồi, bước qua cứ. Lần đầu em anh em chào anh. Trước tiên là anh cho em xin phép được tạm thời không nhận bó hoa này được không ạ? Tại vì em thực sự em rất là ít khi mà nhận quà từ một người mà không hề có ý nghĩa gì với em cả.
Và ngày hôm nay thì em cũng không có mang món quà gì lên đây cả. Nếu như mà em và anh có đồng ý hẹn hò thì anh cho phép em nhận món quà này sau, và anh cho phép em là được nợ anh món quà để lần đầu tiên mà hai chúng mình đi hẹn hò thì em sẽ tặng cho anh được không ạ? Dạ, em rất là xin lỗi anh nha. Em mong anh thông cảm giùm em ạ. Rồi, thấy khó rồi đó. Anh nói trước đi ạ. Anh hồi nãy thì anh giới thiệu bản thân anh là tại anh đang làm giúp dạy lái xe ở tại Bình Phước. Có cái suy nghĩ gì về anh không? Cái điều kiện của em như thế nào? Thực sự ra thì em không phải là một người vội đánh giá người khác chỉ qua một vài câu nói hoặc là chỉ qua một vài lần trò chuyện. Bây giờ nếu như anh hỏi em là em suy nghĩ gì về anh không thì em trả lời là không. Nhưng mà nếu hỏi là em có suy nghĩ gì về cái cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ hay không thì em nói có thể tin tưởng anh thì em không, nhưng mà em sẽ tin tưởng mẹ anh nhiều hơn. Theo như anh thì trong một cuộc tình á, điều gì là quan trọng nhất? Cảm xúc giữa hai người với nhau. Theo như em á thì thứ nhất là phải nên biết chia sẻ, thứ hai là phải biết lắng nghe, và điều quan trọng là phải biết thay đổi. Nếu như sau này em với anh mà có hẹn hò với nhau á, em có làm những điều gì anh không thích thì anh nói thẳng, anh không thích em như vậy. Ok, nếu như em cảm thấy là em thay đổi được, tình yêu của em đủ lớn thì em sẽ thay đổi. Hoặc là em làm cho anh buồn vì một cái gì đó thì anh cũng nên nói để lần sau em rút kinh nghiệm. Mình yêu nhau á thì mình phải sống vì nhau. Anh thương em như chính bản thân anh thì em cũng sẽ thương anh như chính bản thân em vậy thôi. Thực ra anh thì là một người sống rất là hướng nội, hướng về gia đình mình thôi. Anh sẽ có nhiều cái sự chia sẻ với vợ hơn. Ví dụ như là làm việc nhà hay là chăm sóc con cái thì cái đó là anh có thể chia sẻ mọi thứ. Thậm chí là những cái việc vợ chồng làm ăn hay là những cái sinh hoạt trong cuộc sống này nọ thì anh có thể chia sẻ hết những cái vấn đề đó. Nếu trong cuộc sống của vợ chồng có những lúc thăng lúc trầm thì em có đủ bản lĩnh để vượt qua cùng với chồng của mình không? Thực tế là khi mà em ở với chồng em thì cũng nhiều khi hai đứa cũng phải vất vả lắm. Em vẫn có đủ bản lĩnh để mà cùng anh ấy vượt qua, nhưng điều quan trọng là anh ấy có xứng đáng không? Em cũng đã từng đổ vỡ rồi. Cho tới khi mà hai đứa em thành công thì anh ấy lại là người làm cho cuộc sống hôn nhân đó tan vỡ. Và bản thân em là một người rất là cá tính. Thế nên là nếu như mà khi em đã cùng anh vượt qua khó khăn rồi nhưng anh lại không còn xứng đáng với tình yêu đó nữa thì em sẵn sàng chấm dứt. Dạ, em sẵn sàng ra đi hai bàn tay trắng. Anh vẫn thích những người phụ nữ bánh bèo chút. mình đôi khi mình cá tính mạnh mẽ quá, mình cái gì mình cũng có thể là nghĩ là mình lo được cho mọi người, nhưng mà anh thì là cái người đàn ông, anh chỉ cần là người phụ nữ bên cạnh mình để mình bảo vệ người phụ nữ đó thôi. Vậy khi mà em bánh bèo thì anh đừng có chê nha. Tại vì ngày xưa khi mà chồng em sau khi ở với em xong rồi thì chồng em về nói với mẹ em là: mẹ ơi, sao cô Hồng nhõng nhẽo quá, con chịu hết nội rồi. Chứ tới khi mà em nhõng nhẽo, tới khi em bánh bèo là anh không được la nha. Cái người phụ nữ đối với anh thì là một cái niềm tự hào của anh. Đi đâu thì anh cũng muốn, có nghĩa là vợ chồng đi cùng với nhau. Và đó thì cái kiểu như là em cũng vậy. Em phải mình lúc nào cũng phải cái tình cảm với nhau. Đúng chứ rồi. Mình đừng có mà lạnh cái kiểu như là có một cái rào cản gì với nhau. Nếu đã đến với nhau thì chắc có lẽ là mình sẽ hướng về Sài Gòn hay em ạ? Sao cũng được, mình cảm thấy ở nơi nào mà mình cảm thấy là mình thoải mái nhất thì ở. Dạ. Tiến tới nắm tay em gái, mình giao lưu về mặt cảm xúc, mình hát bài lời tỏ tình mùa xuân, lời tỏ tình dễ thương hay gì đó, ví dụ chẳng hạn. Nào, tới đi em trai, nắm tay bạn gái. Mình nắm tay mình mới có được một cái cảm nhận rõ nét nhất. Đến đây gặp em thì cũng là một cái duyên. Thì anh cũng muốn là nó sẽ có cái gì nó bền lâu hơn. Và anh tặng em ca khúc mà mãi mãi. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu. Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm
Nhân du tình hàn trời vời, hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau. Từ đây trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biến trăng lòng anh đã bao lần. Người ơi xin lắng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều trong gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Mình đủ lớn rồi, mình cũng đủ để suy nghĩ quyết định đúng đắn rồi, đưa ra quyết định chính xác sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi bây giờ thì chúng ta hợp thức hóa cái bó hoa đó nào. Anh chị em xin nhận bó hoa này nha. Em thành tặng em. Và anh chị em xin nợ cái món quà. Tới hôm đầu tiên mà em với anh đi hẹn hò thì em sẽ trả lại cho anh sau nha. Không sao. Mình cũng cầu mong rằng hai bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn để lo cho mấy đứa nhỏ. Bây giờ mấy đứa nhỏ lên đây đi. Nhà sắp có em nữa nha. Bây giờ mình hát cả nhà thương nhau được không? Hát cả ba nhà thương con. Vì con giống mẹ. Mẹ thương con. Vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười. Các bạn hãy nhớ cái lời của bài hát này. Cả nhà phải thương yêu nhau, xa nhau thì phải nhớ, và gần nhau là phải luôn mang tiếng cười đến cho nhau. Và hy vọng rằng với những khoảnh khắc này, chúng ta cố gắng giữ lấy thật chặt nha. Yêu nhau vì mấy đứa nhỏ, đừng cố gắng gồng mình quá. Hãy sống bằng cả trái tim của mình. Làm sao để giữ con thuyền đó đi trong phong ba bão tố, đi suốt cuộc đời này. Tặng quà nào. Rồi, chúc đại gia đình hạnh phúc và thành công. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một cái nút bấm làm cho tôi nhói tim, một cái nút bấm làm cho tôi hạnh phúc. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Thích nấu ăn. Nấu ăn. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Gì nữa không? Quyết điểm thì không có. Quyết điểm thì không có. Quyết điểm không có luôn hả? Không. Rồi, khỏe re vậy ta. Hay giỏi à, quyết điểm ngon không có dạ. Còn có hay không, từ từ nó lòi ra mới biết. Ví dụ như là lễ Tết là anh không đi chơi, nhưng mà em đi chơi thì phải cho em đi chơi. Đi thoải mái. Em đi thoải mái, với anh Lợi này là em đi vô tư luôn ngày lễ Tết. Đúng rồi, không chở người ta đi chơi được thì phải để cho người ta đi chơi, không được quý ký còn dạ. Đúng rồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì xin mời hai bên sẽ giới thiệu về mình lớn lên, để hai bên cùng cảm nhận qua cái hàng rào tình yêu này nha. Mời em trai giới thiệu về mình đi em. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ chào chị Ngọc Lan. Dạ chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Mình tên là Phạm Ngọc Lợi, 39 tuổi, quê quán ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nghề nghiệp hiện tại mình kinh doanh dịch vụ chạy xe. Xe mấy chỗ? Xe 7 chỗ. Xe 7 chỗ. Bây giờ mình tới nhà gái nè. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, và chào anh bên kia, chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Trần Ngọc Thơm, hiện tại 36 tuổi, quê ở Tiền Giang và đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm kế toán cho một công ty của giáo dục. Bên kia Đồng Tháp, bên đây quê Tiền Giang. Tiền Giang là huyện nào vậy là Thơm? Dạ, em ở huyện Châu Thành, thị trấn Tân Hiệp.
Rồi, vậy là chung nguyện với anh luôn rồi. Châu Thành thì đi với tới Đồng Tháp cũng vài chục cây số thôi, không sao cả. Rồi lâu lâu mình về quê đi chung lần cũng được hả Lợi ha? Dạ. Lợi có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm em là thích nấu ăn. Nấu ăn? Dạ, chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Gì nữa không? Khuyết điểm thì không có. Khuyết điểm thì không có. Khuyết điểm không có luôn hả? Không. Trời, khỏe re vậy ta. Hay giỏi à, khuyết điểm ngon không có vậy? Luôn. Khuyết điểm không có luôn, ngon không vậy có. Kèo này ngon à. Còn có hay không, từ từ nó lòi ra mới biết. Rồi mình tới với ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái đi. Dạ. À, về ưu điểm thì em là một người khá là mạnh mẽ, vui vẻ, biết yêu thương, lo lắng cho gia đình. Về nhược điểm thì em không có giỏi trong nấu ăn, hơi nóng tính và không có giỏi trong giao tiếp. Thơm ơi. Dạ. Nghe cái thơm, nghe thơm là mình thấy ngạt ngào rồi. Vậy mà nóng tính là sao Thơm? Dạ, cũng hơi hơi nóng tính thôi chứ không phải là nóng tính dữ. À, hơi hơi thôi. Ví dụ nóng mà dỗ dễ dỗ không em? Dạ, nóng, nếu mà dỗ thì sẽ nguội ạ. À. Chẳng qua tại nào giờ người ta ít có người dỗ thôi nên người ta hơi nóng. Rồi bây giờ nè, Lợi. Dạ. Em được tình duyên sao rồi? Dạ, em có hai mối tình. Anh mối tình gần đây thì cũng chia tay 3 năm mà. Do vì công việc em chạy xe rồi những ngày lễ Tết đâu á em không có chăm sóc, được. Không đi chơi được rồi thành ra người ta không chịu nữa. Em quen mấy mối, mối đầu tiên là mấy năm? Mấy tháng à. Trời ơi, quen lâu vậy. Có gì chứ. Rồi quen thứ hai? Thứ hai là quen cũng được năm mấy, 2 năm. Rồi yêu nhau sâu đậm không? Cũng chưa sâu đậm. Nó tới đâu rồi mà kêu nó chưa sâu đậm? Tới đoạn tới khúc tới nào? Đoạn nhạy cảm là ngưng, nhạy cảm là ngưng. Vậy là chưa có chuyện nhạy cảm xảy ra. Nhưng mà tại vì em không có chăm sóc bạn gái là bạn gái chia tay, đúng rồi. Ngày xe thì lễ Tết đâu á là mình lo mình kiếm tiền không à. Còn ngày bình thường thì đi chơi thì vô tư ở đâu cũng được. Ngày bình thường người ta đi làm mà lấy gì đi chơi. Thôi cố gắng. Bây giờ rút kinh nghiệm ra thì tới đó mình nhín nhút lại chút thời gian. Đúng rồi, nhín nhút thời gian ra để chăm sóc người yêu nha. Nhưng mà cái nghề này tới ngày lễ mới là có công việc nhiều để mà làm. Đúng không? Nên khó. Thậm chí ngày thường cũng lái không kịp nữa, đừng nói chi ngày lễ. Trời ơi, nghề này đang thịnh mà. Có khó khăn về thời gian vậy đó. Nhà gái thấy sao? Chào em gái Tiền Giang, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ảnh là lái xe, ảnh bận nhiều quá đó. Mà hai mối tình chưa có tới chỗ nhạy cảm đâu. Dạ. Còn em gái thì sao? Mấy mối rồi? Em cũng hai mối luôn. Nhưng mà gần đây nhất thì cũng khoảng tầm 4-5 năm. Nhưng mà cũng không có thời gian lâu, khoảng chừng tầm gần 1 năm thôi. Nhưng mà tới cái chỗ nhạy cảm là có ngưng không? Hay là... Dạ nó tới luôn. Chưa. Cũng chưa có nhạy cảm, cũng chưa tới chỗ nhạy cảm nha. Bây giờ em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, về mỗi người em mong muốn thì... tính tình cũng vui vẻ. Tại vì em thích một cái người vui vẻ, có thể trò chuyện đồ này kia, biết yêu thương lo lắng cho gia đình, có một cái suy nghĩ không có cứng nhắc bảo thủ. Ví dụ như là lễ Tết anh không đi chơi nhưng mà em đi chơi thì phải cho em đi chơi, đi thoải mái. Em đi thoải mái với anh Lợi này là em đi vô tư luôn ngày lễ Tết. Đúng rồi, không chở người ta đi chơi được thì phải để cho người ta đi chơi, không được ủy ký cò. Dạ. Đúng rồi, cũng không cần phải ý kiến gì cả, đi chơi mặc em. Anh chỉ biết kiếm tiền thôi, cho anh đi chơi thôi. Dạ. Được không? Dạ được quá. Vậy tốt. Cứ chỗ này là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Dạ, có cái gì mà mình không thích ở đàn ông không? Thí dụ như tư tưởng cứng nhắc á, bảo thủ đó. Không, anh này không có cứng. Dạ. Anh này tư tưởng rất là mềm xèo luôn. Rồi nói chuyện thì kiểu như là hay khoe khoang á. Rồi không có biết lo cho gia đình, không có quan tâm cho gia đình thì em không thích. Em có khoe không em? Dạ không anh. Có chiếc xe mình khoe chứ mình đâu khoe gì hơn đâu. Đúng không? Được, anh thấy chỗ này cũng được. Dạ. Mời bà mối kiểm tra. Dạ. Đàn trai tôi rất là ok, thoải mái, vô tư, giỡn được, dụ được luôn. Em chào anh. Anh ơi, bây giờ mình cái mẫu hình lý tưởng về người vợ tương lai của mình là như thế nào anh? Cũng không cần đẹp lắm, dễ nhìn là được rồi. Biết đây nhìn rất dễ nhìn là thấy luôn. Nhìn ra thấy liền, dễ. Yêu thương gia đình, tính trên nhường dưới được. Đó, bên đó là rất yêu thương gia đình cho nên cũng cần một người đàn ông yêu thương gia đình. Chăm lo gia đình, biết làm. Dân từ gia cũng chăm sóc được lắm rồi. Phụ giúp cho gia đình là được rồi. Rồi có cái điều gì mà mình không thích không? Mình nói trước không luôn. Thích nữ thì hút thuốc nè, chăm mình. Trời ơi. Hoặc là nhuộm tóc lè lẹt quá. Bên đó là tóc đen lắm mà, để em hỏi có hút thuốc không? Chị ngày mấy gói?
cũng 6-7 gói gì đó. Em thì không có thuốc nhưng mà em có mua thuốc nhuộm tóc, em có một vài hình xăm nhỏ nhỏ. Giống như mình xăm nghệ thuật thì cũng dạ, được, nó đẹp. Có tai và còn mà xăm chân. Mà như xăm trổ quá là nó xăm trổ quá hả? Xăm chân mày đồ được không? Được kìa. Được đúng không? Mà bên đó không cái có đó xăm chân mày. Được. Mình nói chỉ xăm cổ tay với xăm cổ chân đúng thôi. Đúng rồi, cái đó là nghệ thuật được, còn ý nó xăm là bích mình lưng. Với nguyên cái lưng thì chưa kiểm tra được nha, tại đang mặc áo. Bây giờ thấy được hết rồi hả? Hợp á, thấy hai người này vui ạ. Bây giờ là em gái Thơm, em đi với ai? Dạ, em đi với chị ba của em. Chị ba. À, hai người cháu và đồng nghiệp. Đi đông quá. Sao ý kiến chị ba thấy cháu rể tương lai em kia được không chị ba? Trước là cho tôi chào hai MC Quyền Linh và Ngọc Lan. Và chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dạ. Tạo cho hai em nó gặp nhau. Và nhận xét về em trai bên đây thì chị thấy cũng dễ thương, dễ nhìn. Nếu mà còn như em gái của chị thì ở nhà rất là vui vẻ, hòa đồng. Và nhất là rất quan tâm cho gia đình và bạn bè, đồng nghiệp. Chỉ có hơi nóng tính chút xíu là hồi nãy nó nói đó. Chị thấy hai em cũng hợp với nhau. Nếu hai em cho nhau cơ hội thì chị mong hai em bấm nút rồi từ từ mình tìm hiểu thêm. Cảm ơn chị ba. Nhà trai mình đi với ai vậy anh? Đi với dì Sáu. Sao dì Sáu? Sáu. Chào chương trình. Sáu khỏe không? Chào em. Dạ. Sáu khỏe không Sáu? Dạ cũng khỏe anh. Hôm nay gặp người Linh đẹp trai quá à. Trời ơi, thấy chưa? Sáu khen tôi rồi đó. Lan. Ngọc Lan cũng đẹp quá à. Hâm mộ hai em xinh lắm. Cảm ơn Sáu nha, Sáu cũng đẹp nữa. Sao? Hôm nay là dì cũng mong cho hai cháu cũng hàng ba rồi thôi. Dì cũng rồi. Không biết cho nói gì hơn thôi ha. Mong hai cháu bấm nút đi rồi tìm hiểu với nhau. Nhưng mà sao thấy cháu dâu tương lai này được không? Cũng được à, được dạ, không? Được. Thơm không? Thơm sẵn rồi anh. Tên Thơm mà. Rồi cảm ơn dì Sáu, dì Ba nha. Rồi bây giờ mình mở ra. Tấn công đi anh. Tới luôn lại. Anh tặng em, chúc em lúc nào cũng xinh tươi như hoa. Dạ em cảm ơn, em cũng có món quà. Em cũng gửi anh món quà là cây xương rồng, là cái cây em thích. Và nó cũng có cái ý nghĩa là nó rất là mạnh mẽ. Và luôn là vươn lên dù có khó khăn như thế nào. Rồi anh cảm ơn em. Bây giờ lại bây giờ sẵn bây giờ mình vô mình làm một bài hát nào giao lưu cho nó không khí, cái nó đỡ rung đi lại. Hát bài gì mà nó không khí lên lại. Vừa đến hoa phê trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Tới công chuyện luôn. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngàn mắt em xin nhìn về anh. Vô lại em hỏi cái hình xăm chỗ nào coi thử được không? Cái đó gọi sao đây nè, để đâu đó kìa, coi kìa dạ, là kiểm tra gì đó là liền. coi kỹ coi à. Xăm dạ, gì vậy em gái? Cái này em... dạ con cá heo. Ủa xăm cá heo chi vậy? Dạ tại vì em thích con cá heo. Trời, ta sẽ xăm cá kèo dễ hồi đó được ha, nhỏ ha, cá heo không rồi. Không sao, ngồi đây. Sau ba mươi mấy năm mình mới gặp nhau đó, mình thấy sao nè? Em thấy anh cũng hiền lành. À, cũng vui vẻ và hát hay. Dở lắm chưa, tại gán hát. Đối với em như vậy là hát hay rồi. Còn anh cảm nhận về lần đầu gặp em như thế nào? Em thấy cũng vui, vui vẻ, hòa đồng. Dạ. Ông anh cũng rất thích mẫu người vui vẻ, hòa đồng, em chịu rồi. Chịu ha? Chịu à. Nhưng mà anh ở Đồng Tháp thì không biết là nếu mà mình bấm nút thì là khi nào anh sẽ có thể lên Sài Gòn ở trên đây để mà gặp em? Dù em làm trên đây là ở trên đây luôn ha? Em làm trên đây và ở trên đây luôn. Ở đây luôn, ở quận mấy? Em ở quận Bình Tân. Có khi một tuần, có khi đi lên đây lần hai lần gì đó. Rồi dạ. Hẹn uống cà phê rồi. Tuần nào cũng đi cũng có nữa. Chở khách có khi ngày đi hai lần nữa. Khách đi là nó đi, người ta là... Còn sau này nhiều khi không có khách đi mình cũng được. Đó, cái này hay nè, không có khách cùng đi nữa. Nếu mà tiến tới kết hôn thì chừng nào em được? Dạ
À, em thì khi nào cũng được, nhưng mà chủ yếu là mình trao đổi, nếu mà mình cảm thấy có duyên phù hợp thì em không có quan trọng thời gian. Còn anh thì phải hết năm nay qua năm sau mới. À, lý do là sao vậy anh? Tại còn số công việc giải quyết nữa, qua năm sau mới xong được. À, dạ. Em thích mấy đứa con? Dạ, chắc chừng một hai đứa thôi. Thì hai đứa đủ nuôi rồi, nhiều quá nuôi không nổi rồi. Hỏi thích trai hay gái? Trai hay gái gì không? Dạ, à, không, đứa nào cũng được. Đúng rồi, con nào con cũng mạnh chứ. Rồi giờ lấy nhau rồi tiền ai giữ? Ai giữ cũng được chị ơi. Hỏi hỏi đi, hỏi cô gái. Quản lý tài chính tốt thì người đó giữ. Dạ em làm kế toán, em quản lý tốt. Rồi, chắc có lẽ đưa anh giữ. Tiền nếu mà anh cần người quản lý thì mà cứ đưa em quản lý. Phụ nữ giữ nó còn đủ hơn phụ nam. Dạ. Em giữ thì... giữ là còn đủ, em lấy ra khó lắm em. Dạ ơi. Đúng rồi, như của em thì em giữ, của anh con đưa em giữ thì cũng em giữ hết luôn cũng được. Rồi giờ anh chị bạn nhau là mình kết hôn xong mình lập nghiệp ở đâu? Mình ở đâu, ở Sài Gòn hay là về quê hay như em thế nào? Em làm kế toán đó là cho công ty nào? À, em làm cho một công ty của Nhật. Em cũng sống ở Sài Gòn rất là lâu rồi. Thì cái thiên hướng của em là em vẫn sống ở Sài Gòn. Thì không biết là anh cảm thấy như thế nào? Cái đó là mình ở thuê hay là sao? À, nhà của em. Ngon luôn, vô. Hỏi mướn nhà luôn. Vụ này tôi khoái lắm nè, có sẵn luôn rồi đó. Lên mở cái tiệm dịch vụ xe cộ, thuê xe, mướn xe, bán xe, rửa xe, giao xe gì đó. Đó, bên đây có nhà, bên đây có xe. Ừ, công lợi. Thơm. Thơm á, đúng thơm luôn. Dạ, anh có đồng ý lên ở trên thành phố không? Được em. Dạ. Dọn lên liền luôn đi. Tôi thấy được rồi đó. Hợp lý đó, được không lại? Chúc qua luôn được không? Chúc qua luôn hả? Cái này sớm quá. Bây giờ hai đứa đứng lên. Được rồi đó, anh thấy được rồi đó. Đây, lại được nắm tay đây. Đưa hai cái tay bên kia nữa. Đó, nắm vô. Em thấy người đối diện em được không? Được anh. Được ha. Thơm thấy được không? Nghe được á. Con tim mình nó rung rung miếng nào không? Có thấy rung rinh miếng nào chứ? Mình cũng lớn tuổi dạ, rồi đó. Em thì nói chung là thấy cũng trước mắt thì thấy cũng có phù hợp với lại cái nhu cầu, cái yêu cầu của em. Nếu mà mình tiếp xúc nhiều thì mình sẽ có được cái tình cảm đúng nhiều. Rồi. Bây giờ hai đứa chưa có tới cái phần nhạy cảm nào chứ. Giờ mình tập trước không? Mình ôm cái cảm giác của nó sao nè, ôm vô cái coi lại. Ôm gọn trong lòng vòng tay vô, đúng rồi đó. Quay mặt phía trước ta. Như Hàn Quốc vậy đó, trời ơi, mọi như người Hàn Quốc ơi. Chụp tấm hình coi, đứng ôm sát thì vô coi á. Vu tóc lên kìa, lại vu tóc bạn gái lên chút nè. Thôi rồi. Mình đừng vuốt vậy, tóc người ta đang đẹp. Rồi mình áp vô ngực, rồi cái tay mềm mại vô, cái tay thẳng đuột vậy. Rồi. À, mình áp vô ngực đó. Rồi nha, tôi chụp nha, cười tươi lên nha, tôi gửi về cho má, ba má coi. 3, 2, 1, tụi con đồng ý với nhau không? Đồng ý. Đồng ý, tôi bấm nút hồi giùm luôn nha. Dạ. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Bấm. Đẹp quá xa gì ba hả? Đẹp quá sáo hả? Đẹp. Tay nắm tay. Đó, bây giờ. Đừng bao giờ buông tay nhau ra. Bây giờ nè, sẵn đây á, mình xin phép dì ba, dì sáu. Rồi xin phép gia đình của Thơm cho tụi con tìm hiểu nhau, hẹn hò với nhau. Thì trước tiên cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn nay dì ba, dì sáu rồi tất cả các dì đều đi theo ủng hộ cho hai con. Con hứa hai đứa con sẽ tìm hiểu sâu đi đến hôn nhân sớm nhất. Hay quá. Rồi, chào dì tay thân yêu. Và thưa quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi, đó là 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản Tinh Thần Thép và tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống đã đồng tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thủ quỷ đó em. Rồi thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, kia là con nữa đó. Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mà mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà tại sao không về nhà vợ ở?
có tiện cả đôi đường không? Bấy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Mời bạn nam. Ai. Rồi mời gia đình bên đàn gái. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thu Hiền, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang làm kế toán. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, dạ, chào bạn gái bên kia, dạ, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Lốt, năm nay 37 tuổi, em quê của em là ở Bến Tre, hiện em đang làm cho công ty xây dựng. Công việc chính của em là mình coi thủ kho anh. Thủ kho là con thu quỷ đó, dạ, em. Rồi thủ kho kim bảo vệ luôn anh ơi. Trời ơi, vậy là kho nữa đó. Không ai vô được hết trơn á. Dạ. Út út hết luôn hay là còn út nữa? Dạ còn út nữa. Trời ơi, em là út nhất, còn út nhì là út hết. Thường dưới quê hay có nhiều út lắm. Út dạ. Nhất, út thêm, út nữa, út bét, út chó. Dạ em út nhì, còn út ở nhà là út mót anh. Út mót nữa. Mót, dạ, trời ơi, thêm mót có tên út lòi nữa. Tức là dạ. Mót cái hồi tự nhiên đâu lòi đang ông nó đặt út lòi luôn. Lòi. Hiền, em nói một chút về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, nhanh nhẹn, hòa đồng, hoạt bát. Điểm yếu của em là nói chung là cũng hơi rụt rè, đúng đâm một chút. Em có cái tật xấu gì không? À, dạ. Có ghen tuông hay là có cọc cằn hay là này cái đó là cái tật đó? Hồi giờ em chưa có người yêu nên em cũng không biết là mình có ghen hay không, mà chắc em nghĩ ghen là em cũng ghen ngầm thôi vậy. Bạn ơi, bạn trai ơi, dạ, bạn có nghe cái câu là hồi nào giờ chưa có người yêu không? Em có nghe rất rõ. Bạn Út sao nè? Giới thiệu thế mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em giới thiệu em cái nhược điểm của em mà nói chung em cũng có tí xíu là nóng tính thôi chứ cũng không đánh đổi. Em sống rất là tình cảm và rất là hòa đồng, với lại em cũng rất là nhiệt tình trong công việc. Chút xíu về nấu ăn của gia đình, anh sở thích là ca hát chút xíu. Với lại em cũng có biết tí xíu về làm thơ nữa anh. Làm thơ nữa hả? Dạ. Câu làm thơ thử một câu nghe coi. Dạ. Dạ em xin đọc mấy câu thơ. Dạ, tuổi đời 38-42, độc thân vui tính thẳng ngay một lòng, thuận tình thuyền sẽ sang sông, bến bờ hạnh phúc hằng mong ta về. Em ơi duyên nợ cận kề, mình cùng bấm nút mình về bên nhau ạ. Trời ơi, cưng ghê hết ạ. Lý do gì mà em nói là em chưa có yêu bao giờ? Dạ, hồi xưa em đi học thì em tính em nó hiền á, nên em đi học và em về nhà em cũng ít bạn bè. Xong bây giờ ra trường em cũng đi làm rồi về nhà em cũng ít bạn bè lắm chị. Sở thích của em là thích chủ nhật ở nhà mình chăm sóc nhà cửa gì đó. Nhưng mà em quên tuổi tác luôn rồi á. Em có khó tính không? Dạ cũng hơi khó tính một chút á chị. Dạ có kỹ dạ. Tính không? Dạ kỹ thì không kỹ, em cũng thoải mái lắm. Dạ anh Quyền Linh ơi, cho em hỏi là anh bên đó ảnh có hút thuốc không ạ? Anh không có hút thuốc em ơi. Em thích người cao mà ảnh cao bao nhiêu vậy anh? Anh cao 1m66 em ơi. Dạ. Em 66 là cao á, cao cỡ chị nè. Tại vì em hơi thấp nên muốn người cao cao tí để mình sau này cải thiện. Đừng có nghĩ là mình lấy người cao mình mới đẻ ra con cao. Dạ. Cái quan trọng là mình chăm sóc dinh dưỡng thế nào thôi. Ở bển là bao nhiêu tình trường rồi? Tình trường của em là có hai mối tình, thì cái mối tình xa nhất là năm 2010 anh. Trong cái lúc quen với em á, là cái người đó cũng đang chia tay với cái người yêu cũ cho nên là quen em. Nhưng mà quen trong cái quá trình, cái thời gian, cái người bạn gái đó là nói là chia tay với em là quay về với người yêu cũ. À, phụ nữ thấy cảm giác là mình an tâm rồi. Người này đúng là người của mình tìm, người ta không bao giờ chia tay với mình đâu. Em cứ về suy nghĩ coi mình có thiếu sót gì không? Anh nghĩ rằng có đó. Chứ mình đừng nghĩ là mình hoàn hảo quá, tại sao người ta lại bỏ mình. Như có yêu một cái người nào trong phim, trong ảnh hay là một cái mẫu hình nào trong showbiz không? Dạ có, mẫu người của em là anh Quyền Linh á. Chưa yêu người nào mẫu hình như anh vậy đó hả? Tôi nghi rồi đó Linh. Trời ơi, tôi coi cái bạn này có sát. Dạ em chào chị Hồng Vân. Hiền lắm, tình cảm lắm nha. Em ơi, về tính tình thôi đúng không? Hay là về ngoại hình luôn? Ngoại hình em thích da trắng, to trắng không chị? Em nói trắng lắm. To cao. To cao, không hói. Yên tâm, trời quá trời luôn á. Tính tình thì điềm đạm chút, quyết đó. Em yên tâm đi em ơi, anh rất là điềm đạm. Cái điều mà em mong muốn á, ở bên đây như hơn cái điều mà em muốn hay sao? Hiểu như chị. Cái đó chị nói nghiêm túc. Nói nghe nè, hỏi thiệt nè. Dạ. Bạn nắm tay đã hôn ai bao giờ chưa? Nắm tay thì có rồi, nhưng mà hôn thì chưa có. Nghe cũng nôn quá, cô gái rất là năng động. Dạ. Có duyên, dễ thương. Nhưng mà
Dạ em chào anh. À, chào anh gái. Bên nhà gái. Trời ơi, vậy mà sao mà ế kỳ vậy đó. Không phải ế, chắc khó. Có lẽ là hơi khó tính khó thôi. Khó quá và nhút nhát quá. Dễ thương mà nhìn gương mặt rồi rất là tươi. Rồi cả một cái thời thanh xuân người ta đi học là người ta lo ta yêu thầm ông rồi. Khổ ghê vậy đó. Rồi sao em không thích hói là sao ta? Anh thấy hói bình thường mà. Hỏi những cái câu đó sao trả lời với tôi cũng đâu thích hói đâu Linh. Rất nhiều người đàn ông lúc đầu không có hói nhưng sau khi lấy vợ là hói. Thành ra không thích cũng phải thích thôi. Cái đó là không phải là hói bẩm sinh. Ừ. Cái đó là hói nhân tạo. Hói bẩm sinh thì thôi cái chuyện đó mình không nói. Hói không là do tính tình của người phụ nữ. À, em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại hai em gái em rể của em ạ. Chào cô ạ. À, chào cô. Đó mẹ cho ý kiến đi mẹ. Y chang như mẹ luôn. Ông Mai Quyền Linh đẹp trai. Mới Hồng Vân xinh đẹp. Yeah, mình là mẹ của Hiền. Ba mất sớm rồi nó cũng ở để làm nuôi phụ mẹ để nuôi hai đứa em á. Cho nên nó không nghĩ vậy hết. Tới giờ mẹ cứ suối hoài kêu con lên chương trình tìm chứ nó làm ở trong trong công ty thì nó không có đường ông. Vậy mà khiêm tốn không chịu nói ra cái điều đó, cái nguyên nhân không phải là ế, cũng không đúng phải rồi. Là nhút nhát cũng đó không là, phải là gì mà đó là hy sinh để phụ mẹ nuôi em. Được vậy thì... là có hai em gái hả? Em gái mẹ. Của chồng hết rồi. Em gái chia sẻ chút xíu về chị đi. Dạ. Hiện tại ba mất sớm á nên chị đi học xong rồi chị ra trường chị lo cho hai em. Bây giờ hai em đi có gia đình rồi, cũng mong muốn chị có được một gia đình hạnh phúc, tìm được một người đàn ông biết quan tâm cho chị, chăm lo cho chị. Cho chị được hạnh phúc. Tụi em chỉ mong muốn vậy thôi. Còn em gái dạ. Kia? Em thấy cái người đàn ông bên đây thì sao? Dạ, thì em thấy được, nhưng mà anh có nhậu không anh? Anh tại không vì... biết, anh không biết nhậu em ơi. Dạ, tại nhà em phụ nữ không à. Anh uống nửa ly rượu vô là anh xỉn liền, anh không có nhậu dạ. Được. Tụi em mong muốn là nếu mà chị em tìm được người thì tìm được người mang được hạnh phúc như chị em. Rồi, bây giờ anh trai, anh đi với ai? Dạ, em đi với em gái họ với người bạn. Rồi, em gái. Em gái. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân à. Thì bên đây chị đây thì chị rất là dễ thương. Nói chung là có một cái nụ cười rất là duyên. Em cũng mong là hai anh chị cũng tạo cho một cái mình một cái mối một cái cơ hội để mà hai bên thoát ế ạ. Cảm ơn em. Linh thấy thế này nè Vân, hai đứa này mà lấy nhau thì số một luôn. Một người thì kế toán giữ tiền, một người thì bảo vệ không ai vô được, giữ kho luôn nữa. Kho luôn. Mở rào. Nào, hãy cùng trò chuyện với nhau. Không gian này, thời gian này là của các bạn đó. Trời ơi. Anh có cái món quà đầu tiên anh muốn gửi cho em. Đây là một cái sản vật của quê anh, xứ dừa quê anh. Nhưng mà chính trái dừa này là do anh trồng. Dạ, rồi cảm ơn anh ạ. Dạ, dưới đây là một cái nón lá để anh gửi tặng cho em. Sau này em có dừa quê hay ra nắng gì em cứ đội nón lá này lên để cho nó che nắng. Cho em hỏi là hồi nãy anh có giới thiệu là anh ở Bến Tre. Dạ, nhưng mà anh làm việc ở đâu anh? Hiện tại bây giờ anh đang làm ở Bến Lức Long An em. Là anh làm bên thủ kho hả? Anh làm giống như công ty xây dựng á, rồi anh đi theo anh coi kho rồi. Vậy là anh đi theo công trình hả? Anh đi theo công trình. Cái công ty của anh làm là những cái dự án nó ở đa số là ở Sài Gòn nhiều. Rồi cái thời gian rảnh của anh thì sao ạ? Thời gian của anh thì anh ở trong công trường ban đêm thôi, ban ngày thì anh có thời gian rảnh. Cái chỗ anh nó đang thiếu người á, cho nên bây giờ anh là phải ở đêm suốt luôn. Còn nếu mà sau này có người nữa thì sẽ luân phiên đổi ca với nhau, từng đêm một từng ngày. Dạ. Công việc của em làm ở đâu? Ở khu công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn anh. Ví dụ như hai người đến với nhau vậy là em thấy em làm rể được không? Cái gia đình của em là chỉ có một mình em thôi. Bây giờ tất cả những cái người anh mà có vợ cũng đã ra riêng rồi, cũng lo cho cuộc sống tư riêng rồi. Với người em thì nó cũng có vợ rồi, nó cũng đã ra riêng rồi. Thì bây giờ còn anh. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của anh không? Cũng có chút xíu kế hoạch. Thì bây giờ cứ trước mắt là anh làm cái công việc này để mình kiếm thêm một cái tích góp được cái một tích lũy một số vốn nào đó. Có khả năng thì mình ở trên này, còn cái quê của mình thì ruộng đất của mình thì vẫn giữ nguyên ở dưới, thì mình cứ đi đi về về như vậy. Anh cũng suy nghĩ như vậy. Mà bây giờ em có nhà chưa? Em không có nhà chị, em thì ở quê, nhưng mà em lên đây thì em làm thì em ở nhà của công ty thuê cho em. Ở nhà công ty luôn. Dạ. Nếu vậy thì nếu mà em lấy vợ rồi thì tự em sẽ tính như thế nào? Em lấy vợ thì cái công việc của em vẫn tiếp tục làm ở đây. Sau này mà ba mẹ em thí dụ như cũng không được khỏe thì tụi em chạy lên chạy xuống á chị. Em làm ở đây mà trong khi chưa có nhà, tại sao không về nhà vợ ở? Có tiện cả đôi đường không?
Không, nếu như vợ đồng ý thì nếu mà về nhà vợ ở thì cũng càng tốt chị. Hay đó. Còn cái tình hình mà ba mẹ sau này giống như cái sức khỏe nó cũng không được tốt á thì mình sẽ về tới lui để mình thăm chăm nom với cha mẹ. Đương nhiên rồi. Mình trả em hiếu có ở đâu em cũng vẫn phải chăm cha mẹ em. Em gái thấy sao nè? Nếu anh đi theo công trình thì em cũng hơi ngại. Không sao đâu em, tại vì anh nói lúc nãy anh cũng có nói rõ anh rồi. Anh có lăng nhăng không? Không, thì bây giờ anh nói thì em cũng tin anh thì cũng khó tin. Nhưng mà cái thời gian mà khi mà em tiếp cận với anh á, thì cái điều đó thì em sẽ hiểu được anh. Chứ bây giờ anh nói thì em cũng không thể nào em tin hết anh được. Thực ra là làm cái nghề nào thì cũng phải đi làm thôi bé. Yeah. Vấn đề ở đây là bạn đó khi mà yêu nhau, tìm hiểu nhau á, thì bạn có đủ tạo cho em cái niềm tin là bạn là người chung thủy anh hay không? Anh cứ nghĩ là quan trọng là chứ mình còn... bây giờ mình đến với nhau là mình có một cái sự yêu thương để chia sẻ, để chăm sóc, và để hiểu nhau. Rồi mình mới có thể mình đi bước đến một cái hạnh phúc. Mình không thể cầu toàn được đâu bé. Thích nghe hát không? Dạ thích. Dòng nhạc nào? Nhạc trẻ ạ. Nhạc trẻ, bolero thích không? Dạ có. Thích hả? Em hát bolero được không? Hát bài nào ngọt ngọt đi em. Dạ bolero ơi, thì em làm một bài ngay mà liền em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài xu bụi ngồi, bao năm giấc xa mưa nắng ngược xuôi. Dạ, anh xin hát ạ. Nãy em tên gì anh quên? Dạ em tên Hiền. À anh tên Úc. Nào để tay vào nút bấm đi. Hãy chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 hết thời gian. Hay quá. Rồi. Rồi, rồi. Mừng lắm. Vui. Vui rồi đó. Nắm tay cho các bạn. Thật sự á, hai bạn hợp. Nào, cái nụ hôn đầu tiên con tôi nó nghe. Xin phép bác với hai em để cho con có một nụ hôn để con hôn Hiền. Dạ, đầu tiên luôn đó. Đầu đời luôn đó nghe. Mập ốc không? Không? Mập ốc không? Có trúng không Úc? Dạ có. Trúng không? Có. Trúng không? Trúng chưa? Trúng hả? Chưa trúng chứ. Chưa trúng. Úc này thiệt tình lại không trúng đâu mà Úc. Úc lo kỳ quá. Úc lo kỳ quá. Đó, đúng rồi. Chứng kiến rồi trúng. Nó phải trúng. Đúng chưa? Dạ rồi, hả? Vân Vân làm chứng. Đúng chưa? Dạ rồi, dạ rồi. Đúng cho tôi bắt hung cho trúng cho được rồi nha. Dạ. Cưng quá à. Nửa đám cưới nhớ mời tôi nha. Dạ. Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó? Sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái. Thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay cong liền nha. Rồi kinh tế làm sao? Chuẩn bị làm sao rồi? Sẵn sàng để lấy vợ chưa? Dạ, mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Dạ, em. Dạ. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ xinh đẹp ở kia. Chào tất cả các thành viên mình trong trường quay. Xin tự giới thiệu, mình tên là Dương Tiến Dũng, sinh năm 1982, quê ở Bình Định nhưng mà sinh sống ở tại Buôn Ma Thuột. Công việc của mình là đi lắp đặt thiết bị và chuồng trại chăn nuôi heo gà cho khách hàng. Rồi, còn bạn giới thiệu đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai bên kia. Dạ, em tên là Lê Thành Phượng, năm nay 33 tuổi, sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Hiện em là kế toán thuế. Rồi, bạn có thể nói luôn về điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Điểm mạnh của em là em tràn đầy năng lượng tích cực. Em có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, hay quên. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm bạn là gì? Dạ, ưu điểm là biết nấu ăn, biết lo cho gia đình. Điện nước cơ khí là nó làm được hết. Còn khuyết điểm? Điểm yếu của em là em ít nói, dạng sống nội tâm anh. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có trải qua 3 mối tình ạ. 3 mối rồi hả?
Hồi xưa ra trường đi làm á. Mối tình đó mấy năm? Thì cũng có mấy tháng anh ạ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ thì cũng được ở 6 tháng rồi. 6 tháng nữa rồi mối tình thứ ba? Thì cũng vậy thôi. Còn là những mối tình mấy tháng không à? Dạ. Rồi còn bây giờ em nói đi, cái chuyện tình cảm của em là em mấy mối tình rồi? Ừ, dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên là mối tình thời học sinh, quen 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen 6 tháng. Trời ơi sao mà cái tỷ lệ nó lạ lùng vậy em. 7 năm trời cho một cái chuỗi thanh xuân như vậy là hơi bị dài đó nghe. Dạ. Rồi lý do tại sao lại chia tay mối tình đó? Sau này thì em mới biết là bạn đó không thích bạn gái. Trời bạn ơi. Đó yêu đàn ông hả? Mới vậy gì mà sao 7 năm em mới phát hiện ra vậy em? 7 năm mới phát hiện ra vậy? Dạ lúc đó là thời học sinh mà còn ngây thơ á. Trời ơi làm mất tao 7 năm thanh xuân. Trời mất 7 năm trời thì tình hình đó. Giờ thành ra rút kinh nghiệm những bạn gái mà yêu bạn trai đó phải tìm mọi cách coi thẳng hay cong liền luôn. Chào em gái, trời xinh đẹp quá, tội nghiệp em tôi, xui quá. Thành ra bây giờ nếu mối tình thứ ba là phải thử coi thẳng hay cong liền nha. Sắp tới sẽ muốn có một người yêu thế nào? Dạ, đối với em thì em không có hình mẫu cụ thể. Ừ. Nhưng mà người mà làm cho em ấn tượng á là có nói chuyện thu hút vui vẻ. Rồi cái thứ nhì nữa là gì? Sâu sắc. Đặc biệt là biết phấn đấu để có được những gì mà mình thích. Công việc của em là hiện nay là đi nhiều nơi lắm ạ. Chào em. Em nói rõ về cái vấn đề mà đi công tác của em á. Một lần như vậy ngắn nhất là bao nhiêu lâu và dài nhất là bao nhiêu lâu? Dạ cũng tùy ở công trình vậy. Thường công trình em có dài cỡ 2-3 tháng rồi vậy. Rồi nếu mà dài nhất thì bao lâu? Dài có khi là kéo dài tới 1 năm. Kéo dài cả năm luôn? Không nhưng mà ý là mình có thể nghỉ mà vậy. Nếu mà thật sự á em gặp cô này á mà em cảm giác là thật sự là đúng là cái người mình yêu rồi. Đúng. Thì phải thay đổi đi. Đúng. Không ai có thể chịu đựng như vậy, bởi một người con gái không bao giờ chấp nhận thiếu cái sự quan tâm và chăm sóc đâu. Rồi thôi bây giờ vậy đi, em nghĩ là cái mà hình mẫu lý tưởng nào hoặc cái người yêu của em sẽ như thế nào để có thể níu giữ em đừng đi công tác xa nữa, em thay đổi cái môi trường của em. Biết chăm lo cho người bạn đời mình là hoặc gia đình của mình thì vậy, nhìn dễ thương là được vậy. Cá tính một chút cũng được, cá không sao, tại vì em cũng hiền lắm. Em làm công việc nhanh không? Dạ chung giao em là em làm rất là nhanh. À chỉ có nói là chậm thôi đúng không? Phải tiết tấu cuộc sống lên ha. Cái này là tôi phải cho gặp tôi 3-4 ngày để tôi có thể trend lại phải không? Trend lại đúng rồi. Nói chung á nhà gái thì tôi chịu rồi đó. Bên đây đẹp trai, bên đây đẹp gái. Anh thấy rằng hai người rất là hợp với nhau. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Rồi coi họ có biết sao cho hai bạn gặp mặt đi ha. Em đi với ai? À dạ em đi với mẹ, chị với lại hai người bạn. Chào mẹ. Gia đình nhà gái. Thì em là chị của Phượng. Xin trước tiên thì em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả trong trường quay. Chị xin chào em trai. Chị thì chị rất có cảm tình với lại con trai miền Trung, cho nên là chị thấy hình thức thì về hình thức thì có vẻ ok. Đàn ông con trai thì mình nói chuyện nó tiết tấu nó nhanh hơn một tí, với lại mình nói lớn hơn một chút. Cái nhìn chung đối với chị thì là theo Phượng thì có vẻ là được. Thì biết đâu chừng nếu mà sau này có duyên thì mình sẽ trở thành người một nhà. Rồi cảm ơn chị. Bạn nam đi với ai? Dạ đã có hai em mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào chị gái và chào khán giả. Em là tên Lộc, em là bạn của anh Dũng cũng lâu năm rồi. Em thấy chị đây cũng cá tính, cũng xinh đẹp rồi cũng năng động. Thì em nghĩ anh chị sẽ bù trừ bổ sung cho nhau. Và em mong cho anh chị cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn ạ. Đâu cần gì, chỉ cần anh ấy nói lưu loát mà tiết tấu với bạn rồi. Này là ok rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nói lớn lên nha. Dạ. Mạnh mẽ lên. Rồi đứng lên tặng quà đi. Chào em. Dạ chào anh. Em có món quà tặng. Có món quà tặng em. Rồi em mở ra đi xem quà là bạn gái tặng mình cái gì. Dạ. Thì cái màu này em cũng nhìn cũng ưng ấy. Màu xanh này ngọt ngào quá. Em cũng có bài thơ cũng liên quan tới cái màu xanh này. Em cũng tặng anh ha. Nghe đồn anh thích màu xanh, còn em thì lại thích anh mất rồi. Hình như anh thích màu trời, còn em thì lại một đời bên anh. Dạ.
Nghe rất là cảm xúc vậy. Ta anh cũng có một bài hát tặng cho em. Rồi, hát là luôn. Và là chính là anh. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chỉ ước đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản và thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, anh lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con, cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc em hay rằng anh bù bờ chẳng biết vì điều gì, nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui và còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau để tìm một hạnh phúc. Và bước đi trên con đường đi của em, sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Đó chính là anh. Trời ơi. Hay quá. Em chỉ cần như thế thôi. Em chỉ cần như thế thôi thì cuộc sống nó sẽ không khí lắm, em hiểu không? Cái nội lực á, cái năng lượng á. Đấy, em chỉ cần như thế thôi. Nói chuyện cũng cần như thế thôi là ok. Cảm xúc em sau khi nghe cái bài đó? Dạ cũng nhiều lắm. Thôi mình về chỗ ngồi đi. Em về chỗ nè. Bây giờ nè, em nhìn cô gái đi. Em cảm nhận thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Nhìn em rất là dễ thương. Chúng ta cũng đã lớn cho nên là mình muốn tìm hiểu nhanh để nếu mà có gì thì mình có thể tiến xa hơn. Vô luôn vấn đề luôn vậy đó hả? Đó, bây giờ người ta mạnh mẽ. Thực ra em cũng không có quy định cái thời gian. Chủ yếu là tình cảm của hai người đủ lớn thì mình có thể tiến xa hơn. Anh ở làm việc ở Đắk Lắk? Không, cái công việc của anh là không có cố định, nhưng mà nhà anh ở Đắk Lắk. Dạ, vậy thí dụ như trong quá trình tìm hiểu hẹn hò thì anh sắp xếp thời gian sao? Thì rảnh, nếu mà rảnh thì anh có thể đi thôi. Sau này anh có dự định là mình có thể công việc mình có thể chuyển về Bình Dương hay là đâu gần đó? Theo em thì em thích ở đâu? Dạ, ở đâu mà cũng gần gần ở đây đi. Anh có thể thì thay đổi tùy thôi. Được, đó, có nếu thể thay đổi là được. Đủ lớn thì chắc có thể thay đổi được ha. Dạ. Rồi kinh tế làm sao, chuẩn bị làm sao rồi? Sẵn dạ. sàng để lấy vợ chưa? Dạ, mọi thứ đều sẵn sàng rồi ạ. Rồi, bây giờ em cảm giác trong lòng mình thế nào với người đối diện? Anh thấy bạn cũng phù hợp với em đấy. Phù hợp với em? Dạ. Trái tim mình có rung động gì không? Dạ, có. Em thử mạnh dạn tới nắm tay bạn ấy nói một câu gì đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nào. Chào em, anh sẽ có muốn mời em vào một đoạn hát không? Lên cao nguyên đi em, đời như mơ như thật, hương cà phê thơm ngắt, khói lam chiều mênh mang. Lên cao nguyên với anh, hòa nhịp chiêng rộn ràng, nối vòng xoan dài mãi, hương rượu cần kết ngay. Lên cao nguyên đi em, đêm nhà dài ấm áp, lắng nghe lời kết hàng huyền thoại và chẳng đám sáng xanh nhã, lắng nghe lời ai rây hình nhận mình nhàng hỡi linh, nghe sao xuyên lòng ai. Trời ơi, hay quá vậy. Bây giờ mai mốt về em bực em kêu anh hát đi, hát đi nha. Nào, bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Phải thật sự sống bằng con tim của mình các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Cả hai cùng bấm. Chúc mừng. Đấy. Được chưa? Nắm tay nhanh lắm. Nè, cái cặp này hợp ghê đó nha, thật sự luôn á. Nắm tay thấy sao? Tay rất là ấm áp. Ấm áp ha. Bây giờ là cái thủ tục đúng không? Xin phép cô chị gia đình. Anh xin phép em thấy không vào mặt em. Trời. Hùng hơi lâu nha. Ông còn bị nuối tiếc. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng cho các bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Nào, hai đứa nha. Cảm ơn. Hãy chăm sóc bạn gái ấy. Đó, ôm liền, nắm tay luôn.